Có đùa với không anh? Không, anh tôi. Bánh tôi đàn em không có, vợ con không có. Mất cả xe ga, tóc mái chẳng có, tắt ra. Ai bảo mày không bảnh, bây giờ hết thời rồi. Vẫn nổi như cồn. Nổi như cồn. Cồn nó cháy thì ai nổi. Quấy đây, quấy lại anh Sơn nào. Mày quấy đi, mai mày nổi tiếng nhất YouTube. Thôi, tao thề luôn. Đứng quấy đi. Không biết quấy đâu. Mày phải xoắn ngôi hot boy kiểu như bán tà bông. Hồ, hiểu không? Thằng kia hồi trước nó nổi lên nhờ clip đấy, bây giờ mày quấy lại là mày sẽ nổi hơn. Thằng nào? Thằng cao cao đây. Đông cái gì? Ờ. Để cha nó đi đi qua tỉnh em. Nói cho em nó biết. Kiểu mấy chục triệu mà đi bán này. Được thế đầu xưa. Dạo này tóc tai là cha lam, không còn dân chơi nữa. Cắt tên này thôi, trong dân chơi hát sát chứ dân lại dân chơi. Tóc của mày bây giờ cắt y như Kháng Bánh ở trong tù luôn. Vâng. Em gọi là đàn em Kháng Bánh. Giữ quy tắc cho đàn anh. À. Chết. Kháng Bánh tuy đã vào tù nhưng để lại rất nhiều triệu châu. Lát rồi để lại cái vàng khá. Đúng. Đi để lại hàng ngàn anh em. Đấy. Đấy bây giờ nhá, cắt đúng kiểu tóc Kháng Bánh ở gọi là. Ê, trong tù luôn. Đàn em Kháng Bánh phải để thế này. Đấy. Cái loại mà đàn em Kháng Bánh cứ để đuôi người loại ấy ra lột xương. Hết hết thời đúng không? Bây giờ Kháng Bánh là để tóc này đúng không? Trong tù là để tóc nghiêm túc. Đúng rồi, hôm đấy làm mắt cơm thì chó vào lém như người lớn. Chết. Nhưng mà anh phải công nhận là không thằng nào múa quạt đẹp bằng Kháng Bánh. Đúng nhìn. Công nhận. Đẹp như Kháng Bánh nhưng giờ này Kháng Bánh đã đi rồi. Thế này khi Kháng Bánh về nhà Kháng Bánh đã già, Kháng Bánh đi rồi. thế bây giờ theo mày nghĩ thì ai có đủ tầm để thay thế Kháng Bánh? Người thừa kế Kháng Bánh chính là em. Mày á? Tên là gì? Em tên là Hà Trung Văn, còn Văn Vở Xích Lô, còn mấy ông Ngô Hồng Nguyên. Thằng này phải gọi là cháu của 9 tháng mới đúng. Đúng không? Dạ. Cháu của danh hài 9 tháng đúng không? Mày còn cái mắc bán nó cái mắc. Hết đâu mày. Không có anh ạ. Anh em cầm cái bíp anh sai. Chắc chơi đấy, làm cái cặp nhìn như cán bộ luôn. Quả này đều khác gì đại gia đi đâu, đi bay đâu, đúng không? Đây là Fuligo. Đấy, nhìn lại phong cách, chơi cả Juventus đúng nhau không của Hà Nội Kháng Bánh luôn. Ronaldo. Sọc đen trắng. Ronaldo. Ronaldo đâu, bây giờ Kháng Bánh là đồng đội Ronaldo rồi. Sọc đen trắng đi vào đấy. Sọc đen trắng, nó đúng là áo ngành rồi. Áo này, áo Ferrari của Ronaldo đi đầy đường nhưng chẳng. Áo này nhá, anh phải nói với mày này, sinh hoạt đầy đủ luôn, sáng dậy đúng giờ. Bắt đầu đi tưới cây trồng rau. Nó lao động xong về ăn cơm uống. Bây giờ Kháng Bánh béo lắm. Béo lắm. Béo đẹp trai lên, sau da còn hot hơn. Xong da hot hơn, đi mẹ ra này nhìn mặt như mặt lờ.